Xin chào buổi chiều tất cả mọi người, mình sẽ bắt đầu thông tin chiều ngày hôm nay ngày 21 tháng 8. Đầu tiên là Bến Tre khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh. Ngày 21 tháng 8, Công an huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra từ ngày 7 đến ngày 11 tại xã Phú Lễ, huyện Ba Tri. Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn. Thì theo thông tin ban đầu điều tra, ông NTB, 33 tuổi, ngụ ấp Phú Thạnh, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, làm nghề buôn bán tại chợ Bình Điền, thành phố Hồ Chí Minh. Do dịch Covid-19 bùng phát nên ngày 6 tháng 7, ông B đã trở về nhà tại ấp Phú Thạnh, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri và đến trạm y tế xã Phú Lễ khai báo y tế. Ông B khai về từ phường 8, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, nhưng không khai rõ là trở về từ chợ Bình Điền, thành phố Hồ Chí Minh, nơi đang có ổ dịch Covid-19. Sau đó, Ủy ban Nhân dân xã Phú Lễ ra quyết định cách ly tại nhà trong 14 ngày đối với ông B kể từ ngày 7 tháng 7. Đến ngày 9 tháng 7, dù còn trong thời gian cách ly y tế tại nhà nhưng ông B không tuân thủ quy định cách ly, đã đi dự đám giỗ tại nhà bà nội ở ấp Phú Thạnh và tiếp xúc nhiều người. Đến ngày 11 tháng 7, ông B có dấu hiệu sốt cao, đau họng và có kết quả xét nghiệm ông B dương tính với SARS-CoV-2. Qua điều tra dịch tễ, xác định ông B đã lây lan dịch bệnh cho 7 người, 5 người trong gia đình và 2 người tiếp xúc tại đám giỗ. Từ 7 ca nhiễm này đã lây lan làm bùng phát dịch bệnh trên địa bàn xã Phú Lễ, An Bình Tây, Phước Ngãi, An Hiệp, Tân Xuân, An Ngãi Trung và thị trấn Ba Tri. Tổng số ca mắc Covid-19 trong chùm ca bệnh lên đến 43 người. Được biết đây là vụ án lây lan dịch bệnh thứ hai mà cơ quan tố tụng của tỉnh Bến Tre khởi tố điều tra. Cũng tại Ba Tri, ngày hôm nay thị trấn Ba Tri vừa có thông báo là sẽ tiếp tục xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho toàn bộ người dân trên địa bàn thị trấn Ba Tri. Ủy ban Nhân dân thị trấn Ba Tri yêu cầu toàn bộ người dân chấp hành đi lấy mẫu đầy đủ, đúng địa điểm và khung giờ quy định, đề nghị cán bộ đảng viên và gia đình cán bộ đảng viên thể hiện tốt tinh thần nêu gương. Ban giám hiệu các điểm trường trực thuộc nhắc nhở phụ huynh đưa học sinh đi xét nghiệm sàng lọc đầy đủ. Đối tượng lấy mẫu là tất cả người dân sinh sống, cư trú, tạm trú hiện đang có mặt trên địa bàn thị trấn Ba Tri, bao gồm cả người già, trẻ em, học sinh, người khuyết tật, v.v. và v.v. Trừ đối tượng là F1, F2 đang cách ly y tế tại nhà. Thời gian lấy mẫu trong 2 ngày 22 và 23 tháng 8. Yêu cầu các thành viên trong từng hộ gia đình đi đúng thời gian nêu trong thư đã gửi riêng cho từng hộ. Tin tiếp theo chính là Bến Tre là tạm dừng tổ chức đưa bà con về quê. Thì trong những ngày qua, thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho 1.000 người dân sinh sống, lao động, học tập tại thành phố Hồ Chí Minh được về quê Bến Tre an toàn. Thì hiện tại tình hình dịch bệnh Covid-19 càng ngày càng phức tạp, chưa kiểm soát được tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bến Tre. Đồng thời thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bến Tre yêu cầu tất cả những người dân ai ở đâu ở yên đó. Nay Ban Liên lạc Đồng Hương Bến Tre tại thành phố Hồ Chí Minh thông báo tạm dừng tổ chức đưa bà con về quê tại tỉnh Bến Tre chờ khi có thông báo mới. Bà con có khó khăn thì liên hệ với chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc gọi tổng đài 1022 để được hỗ trợ khẩn cấp. Và thông tin cuối cùng cho bản tin chiều tối ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre. Thì theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Bến Tre, tính từ 11 giờ trưa đến 6 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 21 tháng 8, Bến Tre ghi nhận thêm 8 ca mắc Covid-19 mới. Thì theo đó tại mỗi Cà Nam là 4 ca, bao gồm là ở Phú Trạch 2, xã Cẩm Sơn là 2 ca, An Hóa, xã Bình Khánh là 1 ca, Tân Quế Đông B, xã Minh Đức là 1 ca, Ba Tri là 2 ca, ở Mỹ Trung, xã Mỹ Thành, Châu Thành là 1 ca, ở Thuận Điền, xã An Hiệp. Ở ngoài tỉnh về là 1 ca, là thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, là tài xế Tiền Giang đến chốt cầu Rạch Miễu test nhanh dương tính. Thì trong khu cách ly và phong tỏa là 7 ca, 1 ca cộng đồng. Thì tính đến ngày hôm nay, Bến Tre có 1.525 ca mắc Covid-19. Thì trong ngày ghi nhận thêm 1 ca tử vong tại thành phố Bến Tre. Thì tính đến hôm nay, Bến Tre có 35 ca tử vong. Hôm nay Bến Tre có 35 ca ra viện. Thì tính đến ngày hôm nay, Bến Tre có 907 ca đã ra viện. Thì trong 24 giờ qua, tính từ 6 giờ chiều ngày hôm qua đến 6 giờ chiều ngày hôm nay, Bến Tre có 35 ca mắc Covid-19 mới. Thì thông tin ca tử vong số 35 là nữ, sinh năm 1957, có địa chỉ cư trú tại phường 6, thành phố Bến Tre. Nhập viện ban đầu ngày 5 tháng 8, tử vong lúc 20 giờ 20 phút ngày 20 tháng 8 ngày hôm qua. Chẩn đoán tử vong sau cùng là viêm phổi mức độ nguy kịch do nhiễm SARS-CoV-2, đái tháo đường, tăng huyết áp, tổn thương thận cấp.
và xin chia buồn cùng gia đình bệnh nhân tử vong. Mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin tối ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.